Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe ô tô cũ. Mai em Thành Ô Tô tiếp tục giới thiệu cho quý anh chị một chiếc siêu phẩm của VH Auto về tại salon. Chiếc xe này đang bán với giá là 1 tỷ 200 triệu, giá có thương lượng. Trước thông tin xe này em giới thiệu hôm nay là Mercedes 300 AMG sản xuất 2016, đăng ký 2017. Chiếc xe này biển tỉnh và một chủ từ đầu quý anh chị nhá. Chiếc xe chạy được 5.8 km, giá có thương lượng và có hỗ trợ trả góp nhé quý anh chị nhá. Và hôm nay em đi một vòng quanh xe cho quý anh chị xem. Sơn zin khoảng 99%, xe còn cực chất luôn, còn cực mới luôn quý anh chị ạ. La răng ngôi sao 5 cánh, lốp còn rất là mới, lốp theo xe nha quý anh chị nhá. Cam 360, đèn ban nhảy, đèn full led hai mắt rồi, đèn mắt liếc nha quý anh chị nhá. Cảm biến xung quanh xe, mặt ga lăng thể thao rồi. Và hôm nay em xin giới thiệu về phần khoang lái của chiếc Mercedes 300 AMG. Nội thất còn rất là mới, 5.8 km, ghế bên phụ cũng vậy, xe rất là mới, vân carbon, đăng ký 2017 thì mới được vân carbon quý anh chị nhá. Đây là lô cuối cùng của C300 AMG, hộp số 7 cấp, hắt kính này, cam 360, vô lăng tích hợp vô lăng điện rồi. Xe có hai chế độ vô lăng như Comfort và chế độ vô lăng Sport, hai chế độ lái khác nhau và có tất cả 5 chế độ đi: Eco, Comfort, Sport, Sport cộng và Inventure. Toàn bộ hiển thị trên mặt tablo rồi. Và tiếp tục em xin giới thiệu về hàng ghế bên cạnh và hàng ghế sau. Ghế còn chả, ghế chưa một vết nhăn luôn. Rèm cơ, cảm biến xung quanh cốp rồi, có đá cốp rồi quý anh chị nhá. Và chiếc cốp là cốp điện, để còn rất nhiều đồ, keo chỉ zin 100%. Đã kiểm tra qua chất lượng hãng rồi quý anh chị nhá. Ghế bên phụ cũng vậy, rất là mới, ghế điện, ghế nhớ đầy đủ hết. Rèm điện sau này đầy đủ, gương ngập điện. Và chiếc xe này hôm nay em xin báo giá lại 1 tỷ 200 triệu, giá có thương lượng nhé quý anh chị nhé. Và hôm nay em tiếp tục em giới thiệu về phần khoang máy của chiếc C300 AMG này. Phần khoang máy của chiếc C300 AMG này có động cơ 2.0, xe cực mới luôn. Bên tai zin 100%, ốc capo zin 100%, kể cả là máy móc cũng là zin 100%. Và em có bảo hành hãng và bảo hành bên salon em và 3 năm về máy móc nhé quý anh chị nhá. Quý anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe ạ. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi em Thành VH Auto. Thì hôm nay em xin giới thiệu chiếc xe này đến đây là hết. Tiếp tục là có nhiều cập nhật mới và nhiều xe mới về để quay chị xem. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Chị có một ngày vui vẻ. Tạm biệt quý anh chị.